Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn vừa tổ chức phát động cuộc thi ảnh chủ đề phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy mô toàn quốc. Cuộc thi không chỉ là hoạt động chính trị của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, mà quan trọng hơn là dịp để công chúng tiếp nhận sâu hơn, rộng hơn với các góc cạnh của công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo tác hại khôn lường do cháy nổ và tai nạn, sự cố gây ra đến đông đảo người dân, giúp người dân đề cao cảnh giác, giúp đỡ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc thi cũng là cơ hội để tôn vinh hình ảnh đẹp của những người dân, những người lính chữa cháy trên trận tuyến phòng chống giặc lửa. Ban tổ chức đã nhận ảnh dự thi sau lễ phát động. Cuộc thi sẽ kết thúc và trao giải vào cuối tháng 9 tới đây. Tổ chức triển lãm những tác phẩm ảnh có chất lượng vào dịp đầu tháng 10 tại Hà Nội.